họ nghe thấy bài hát này. Phát lên từ 63 do ca sĩ Thúy Chi trình bày. Dẫu biết đời là hợp tác. Đúng rồi, đúng là cái bài hát này rồi. Hằng đêm á, tôi thường hay nghe nó giọng từ bên đây qua nè. Cứ tối tối là nghe giọng đàn ông nó hát, nghe như tan như không vậy đó. Cái thằng này á, lúc sống tôi nhìn nó thì nó thấy sợ rồi. Nó chết rồi nhưng người ta vẫn thấy mấy con mannequin di chuyển sắp xếp rất kỳ lạ.